Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các anh em một cái mẫu mạch mới ha, CS gọi là mẫu mạch CS 3855. Đây mẫu mạch đây. Thì mẫu mạch này có DSP revert ha, DSP eco revert chống hú ha. Đó. Thì số anh em nó không thấy cái nút revert, thì thật ra chút xíu mình sẽ chỉ cho các anh em chỉnh revert và eco. Mic eco là mic cực phát á, mình chỉnh cao tối đa. Thì trong cái mic đeo á là mình sẽ chỉnh eco phối với revert ha. Đây, mẫu mạch đây. Mạch này công suất là 170W đến 300W ha. Thì nó dành cho lo kéo là 3 tấc đôi, 4 tấc đơn, 5 tấc đơn. Thì nó đánh với cái mát còn có thể 51 đến 65. Đây, mình đang thử thùng 4 tấc cho các anh em xem nè. Đây bên trong kết cấu ba mạch này. Thì dưới miếng nhôm đó chính là IC CS3855 boot up ha. Nó có phần boot up cũng kích nè. Ngõ ra lo hai cùng cảm kháng này ha. Thì ba mạch này tích hợp trên một bo. Thì như vậy là cái phần chống chống nhiễu rất là tốt ha, chống nhiễu rất là tốt. Mình đang lắp micro không dây nè, đây sử dụng mic pin nè ha, mic lựa tốt nè. Đây mic lựa tốt nè, xét tần số nè, xét tần số chỉnh âm lượng ha. Rồi thì quan trọng đây mình sẽ thử tiếng micro cho các anh em xem nó tiếng thì vượt hay không ha. Đây mình thử nhanh nè, đang thử trên thùng lo 4 tấc, các đang đứng trước thùng lo ha, thử nhanh cho các anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Thì với cái cách chỉnh đây là mình đang đỡ mic đeo chính giữa là eco revert ha. Thì đây nếu mình giảm về thì các anh em thấy nó revert nó nhiều hơn eco nít là 1 2 3 4 5 5 6 7 8. Cái mình chỉnh mic đeo á nó qua bên tay phải á thì cái eco nó sẽ nhiều hơn revert, cái revert 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8
trước ngay chỗ lo chép luôn. Đây nè, thử cho các anh em. Thì mình nói phải rõ ràng. Cái mic này là nó có 9 mức. Đang ở đỡ mức 8 là mức gần như cao nhất rồi. Thì mình ca mình không nên đỡ mức cao nhất, nó dở vỡ tiếng lắm ha. Đỡ mức 8 là vừa, mức 8 là không cao rồi. Cái mic von này mình đỡ mức cao ha. À, mình thử cái chống hú nè, cái này. Ok không? Đó, cố tình đưa cái micro vô lo chép thử khi nào nó sẽ kêu. Thì nó kêu đây là kêu cái tiếng chống hú kêu re re vậy ha. Đó, thì mình ca thì mình dí cái mic vô miệng cho nhanh, lẽ mình dí cái mic vô lo chép sao mình ca được, không phải không? Cho nên là mình thử cái độ chống hú thôi. Chứ không ai mà đi dí cái mic vô thẳng cái lo chép. Đó. Thì đây gọi là chống hú, nó đến 85% rồi. Nó 85% rồi. Còn chống hú 100% là không chơi ha. Tại vì lúc đó ca không được nữa, tiếng nó dòm sầu ca. Ok không? Mấy chỗ này không? Rồi, cái đối với cái mo mạch này nó có phần livestream ha. Livestream mình vừa có keo cơ mà vừa có livestream nữa thì quá hay rồi ha. Thích thì mình dùng nó ca, thích mình dùng nó livestream. Livestream dùng rất là nhiều ha. Đó. Thì các anh em có thể dùng nhiều chức năng đa dạng. Đây sử dụng điện 220 nè. Nếu mà không có bình dùng thẳng điện 220 luôn. Đây, nguồn xung của nó. Không thấy không? Okay. Đây mình đang lắp bình. Đây, lắp bình.
Rồi. Mình thử lại cái mic rồi. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 6 6 6 7 9 10. Okay, thì ở đây mình sẽ thử nhạc nhanh cho các anh em ha. Mình sẽ thử nhanh cho các anh em về cái micro ha, tiếng keo cơ ha, thử keo mượn hay không ha. Đây thử lại cho các anh em nè, keo đoạn nhỏ nhỏ ha, đoạn nhỏ thôi. Một hai hai bộ một sáu tám 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 chín một một hai hai hai. Thì ở đây mình đang cách loa là 1 mét. Thực ra mình ngồi xe đó cho mình quay cho nó trọn vẹn cái âm thanh đó. Trọn cái âm thanh đó. Còn ngồi xe cách đây cách một hơn 1 mét là thấy không có bao giờ hú luôn ha. Là chống hú tuyệt đối đó, gần tuyệt đối. Mét đâu, mét. Hả? Mét này, tấm này 1 mét nè. Tiện mét đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 mét thì là không bao giờ biết tiếng hú là gì luôn ha. Ở đây mình phải ngồi xa mình mới quay được âm thanh nó mới trọn vẹn được ha. Này mình ngồi hơn 1 mét nè. 1 mét nè. Thank you.
Đối với cái một cái mẫu mạch này thì các anh em thấy có cái sự khác biệt, đó là cái phần reverb echo nó tích hợp trong một nút. Cái lý do là nó chỉnh nó dễ dàng hơn các anh em, và cái độ quyện nhau nó dễ dàng hơn. Nếu như mà tách riêng hai nút các anh em mà phối không hợp lý thì cái reverb echo nó trật lắc à. Còn đây một nút á, thì một cái người mà không chuyên chỉnh nó cũng rất dễ dàng. Qua bên phải á, thì nó nhiều reverb, nhiều echo. Còn qua bên trái, thiên về bên trái thì nó nhiều reverb. Ok, đó là cái phần mình hướng dẫn cho các anh em chỉnh nó thuận tiện hơn. Ok, thì ở đây mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Đó, thì đối với mẫu mạch này nó sử dụng cho 4 tấc đơn, 5 tấc đơn, 3 tấc đôi đều được hết. Ở đây mình test nhanh cho các anh em xem thôi, test trên thùng loa 4 tấc ha. Ok, mình kết thúc video.